tọa lạc trên khu đất 1,6 ha tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Park Spring là dự án nhà ở được thiết kế dành cho những gia đình trẻ năng động. Tháng 5 năm 2011, tập đoàn CapitaLand Singapore ký hợp đồng liên doanh với công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền để phát triển dự án. Tháng 10 năm 2011, dự án được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tháng 5 năm 2012, khai trương căn hộ mẫu của dự án và tổ chức hội thảo phong thủy dành cho người mua nhà chung cư. Tháng 7 năm 2012, các cơ quan báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh tới tham quan dự án. Tiến độ xây dựng. Trong năm 2012 và 2013, Park Spring được chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ. Tháng 4 năm 2013, dự án hoàn tất phần thô và tổ chức lễ cất nóc. Dự kiến bàn giao căn hộ vào quý 1 năm 2014. Các giải thưởng và thành tựu. Tháng 5 năm 2012, Park Spring vinh dự nhận giải thưởng châu Á Thái Bình Dương dành cho thiết kế độc đáo. Năm 2012, CapitaLand Việt Nam được trao chứng chỉ ISO 14001 và OHSAS 18001. Hợp tác thành công với ngân hàng hỗ trợ khách hàng mua nhà, ngân hàng Standard Chartered Bank, ngân hàng VietinBank, ngân hàng Hong Leong Bank, ngân hàng cổ phần quân đội. Park Spring là một trong những dự án hiện không sử dụng vốn vay. Các hoạt động vì cộng đồng. Tháng 9 năm 2012, tài trợ học bổng cho trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân viên CapitaLand Việt Nam tham gia trồng cây vì tương lai xanh tại tỉnh Bến Tre. Park Spring, dự án nhà ở dành cho gia đình năng động. Phát triển bởi CapitaLand, phối hợp cùng Khang Điền và đội ngũ các nhà thầu và tư vấn uy tín sẽ mang đến phong cách sống mới, chan hòa, hiện đại cho các gia đình trẻ. Park Spring, khởi nguồn hạnh phúc.